Khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 1, xe đầu kéo container mang biển số 61R047XX chạy trên quốc lộ 1 hướng ngã tư An Sương đi thành phố Thủ Đức. Khi cách cầu vượt Quang Trung, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200m, phần thùng container va chạm với khung giá Long Môn gắn biển báo giao thông bắt ngang đường gây đổ sập, đập vào xe buýt số 24 tuyến từ bến xe 19 tháng 5 đi bến xe Miền Đông chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hành khách cùng tài xế, tiếp viên trên xe buýt hoảng loạn nhưng may mắn không có thương vong. Tại hiện trường, khung giá Long Môn nằm đè lên xe đầu kéo, xe buýt vỡ nát kính chắn gió, phần cabin hư hỏng nặng. Ảnh hưởng vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 đi thành phố Thủ Đức ùn tắc hơn 3 km. Đội cảnh sát giao thông An Sương và công an quận 12 đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.